Rồi, đi. Tập 2 đi chơi. Nè, bây giờ có coi nè. Bây giờ có đá mà giờ thiếu siro. Ồ, có ai có siro không? Ồ. Siro là cái gì vậy? Siro nước màu á, đã chưa? Tạnh quá, trời ơi, bây giờ có đá bột nhuyễn nghe chưa? Thiếu siro. Nhom nhom. Nhom nhom nhom. Thôi đừng ăn. Trong ăn đi. Dơ. Đừng cứ ăn bé. Rồi, dơ, đừng ăn rồi, go. Đi vòng vòng mẫu họ chơi nha. Ui cha, lạnh quá, bây giờ lạnh quá đi rồi. Lắc lấy nước xấu chưa coi có đồng đá không? Đẹp thiệt mà lạnh quá cả nhà ơi, có ai ra chơi tiếp không? Bột lát xe chạy phải ủi. Phải ủi cái lạnh chút chưa nhà cho nó. Ôi đi vô đi ơi, lạnh quá à. Trời ơi, chịu nổi. Ui, vô mới có vô ra à. Chảy mũi rồi nè. Chảy nước mắt luôn nữa. Bên đây Happy New Year, nó lạnh quá, nó đón thế mạnh đâu. Bên đây Happy New Year, nó ui, thì đón tiếc. Tiếc về giữa, về nhà, vậy lắm, lạnh quá. Mới cái đạt rồi, mới cơ. Ai dà, chạy nước mắt mà chạy mũi luôn á. Cái tay nè. Đi ra cho cảm giác chút xíu thôi, đi vô, lạnh quá. Sao nó mất hình? Có ai ra ngoài chơi tiết không? Trời ơi, nó vắng quê. Lạnh quá, chảy nước mắt rồi. Chảy mũi luôn rồi. Hỉ rồi, lạnh quá. Không đi được đâu, xe chạy giờ thành đá mẹ rồi. Mẹ có cái bút kè con kìa. Ừ, không đi được đâu, thành đá rồi. Này dày 2 inch, 3 inch á, 3 inch hay 4 inch gì đây? Ây da, lỗ mũi đỏ rồi nãy không? Lỗ mũi đỏ rồi, cái tay nó lạnh rồi nè. Sao chảy nước mắt quậy ta? Nè, ngoài đường như thành đá nè. Vậy sao chạy? Không, nó chạy vậy nè, nó đá. Cái lạnh này đá chạy không được đâu, cái này chạy là bị. Đẹp không cả nhà ơi? Hello. Thôi mày đang lạnh đó, đừng có chọi. Mày đang lạnh đó con. Đừng vô dép luôn dài nè, nó bị rỗng rồi. Lạnh quá, lạnh quá. Thôi đi vô. Té bây giờ. Cái lỗ mũi nó đỏ nè, chảy nước rồi nè. Mắt chảy đó. Đứng lên. Té đó. Bữa nay ít. Hồi năm ngoái nó dày hơn nữa, hôm nay này 3 inch hả? 2 inch.
hai in hay ba in gì đó. Không may ra chơi tiếc hết giờ được chưa, giờ đi vô bà ơi. No 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 no, lạnh quá nè. Con chưa làm cái gì mà chơi hết trơn à. Thì con vô, con chơi đi mẹ, mẹ vô rồi, mẹ lạnh quá, mẹ vô trước. Ôi, cái tay nó đỏ rồi nè. Thấy chưa? Nè nhìn ở trên bàn tay trên nó đỏ như mấy mồng nó đỏ nè. Alo. Ôi đi vô. Ôi bye bye lạnh quá chịu không nổi à. Hello Ly, bé Ly. Lạnh quá Ly ơi. Bye bye nha, lạnh quá.